Em hôm nay ít người vào xem thế, 16 bác đang xem live, mỗi bác cho em xem đang xem live cho em xin một tim một like. Một tim một like để tăng tương tác lên cái nhỉ. Đi bóp tương tác à. Lại nhá, phát lại nhá. Em thì quay cho mọi người cây nịu đỏ nhập khẩu Trung Quốc. Hàng cây vanh gốc tầm 70 cho đến 80. Cao cây 3,5 m cho đến 4 m nha mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Nếu mà bác nào đang xây nhà, chuẩn bị về nhà mới, mình đang cần tìm một vài cây để set up biệt thự sân vườn thì các bác nhớ là đừng bỏ qua cái cây nịu đỏ này. Cây này vừa là cây ăn quả, vừa là cây cảnh, vừa là cây cây phong thủy. Trong phong thủy, cây lựu nó tượng trưng cho may mắn, nó giúp cho những cái lá, những cái theo mấy cái thầy phong thủy ấy, và theo phong thủy ấy, thì là những cái lá, những cái cây mà lá có nó càng nhỏ thì nó có cái trường năng lượng dương nó càng lớn. Những cái lá càng nhỏ thì cái trường năng lượng dương của nó rất là lớn. Cho nên là cây lựu này nó có tác dụng là nó xua đuổi những cái điều không may mắn, giúp thu hút tài lộc may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Cây này các bạn vừa trồng làm cảnh, vừa trồng phong thủy, và ngoài ra nó vừa là cây lựu ăn quả nhé. Cái này là lựu nhập khẩu. Nhập khẩu tại đâu? Cái cây lựu này mình được bên vườn mình là khai thác từ bên vùng trồng lựu nổi tiếng của Trung Quốc, đó là vùng Mông Tự. Cái vùng đấy là vùng giáp biên nhé. Nếu bạn nào sang Trung Quốc rồi, thỉnh thoảng ở trên các cái tour du lịch bên Trung ấy, người ta sẽ có những chuyến tour du lịch đi thăm vườn lựu Mông Tự đấy. Thì cái lựu này chính là lựu nhập bên Trung, ở vùng trồng lựu đấy. Và giống lựu này là giống lựu ngon nha mọi người nhá. Giống lựu này là giống lựu ngon. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ, và đặc biệt là quả to, ngon, ngọt. Một quả nó có thể nặng từ 8 lạng cho đến 1 cân. 1 cân đấy, một quả đấy ạ. Nếu bác nào ăn nịu tàu, các bác biết nịu tàu khác hẳn nịu Việt Nam luôn. Nịu Việt Nam mình ăn không ngon, không ngọt, mà quả nó hạt nó lại cứng. Còn nịu của Trung Quốc ăn quả rất là ngon, thơm ngon, giòn ngọt. Mà cái quả này là nịu nhập siêu thị nhá, chứ không phải nịu mà nịu chợ, bán ngoài chợ bình thông thường đâu ạ. Giống nịu là giống nịu rất là ngon ở bên Mông Tự đấy ạ. Một cây như này vanh gốc của nó là 70 cho đến 75. Một cây như này vanh gốc của nó 70 cho đến 75, 80 thì giá của nó là 15 triệu một cây. Các bạn tưởng tượng một cái cây to này vận chuyển, bọn em đóng một container hàng từ bên Trung về ấy, một công nó đóng được khoảng 48 cây. Nó chủ yếu nó đắt tiền vận chuyển và tiền vận chuyển nó khá là cồng kềnh. Vận chuyển và tiền phí hải quan, phí nhập khẩu đấy ạ. Giá nên là giá về Việt Nam mà cái giá mà đến tay người tiêu dùng. Một cái cây to như này nhá, đến tay người tiêu dùng có giá 15 triệu, giá cực kỳ hợp lý. Nếu các bác mua một cái cây, ví dụ như cây nhãn hoặc cây bơ hoặc cây ổi hoặc cây gì ở Việt Nam mà nó vanh gốc nó 70-75 như thế này. Ví dụ như cây xoài thôi, đơn giản là cây xoài hoặc là cây xấu hoặc là các thứ ở cây ở Việt Nam thì nó cũng là tiền chục triệu rồi. Tiền chục triệu trở lên, mà một cây này là cây hàng nhập khẩu luôn. Nhập khẩu nguyên cây như thế này từ bên Trung về mà giá nó của nó chỉ có 15 triệu, một bên vườn em còn bao sống cho khách. Bao sống chết một đổi một cho khách luôn. Đấy, còn bao sống nhá. Mà cái cây này nếu mà là hàng Việt Nam, một hàng Việt Nam mà nó không phải cây lựu đi, mà nó là một cái cây khác, là một cây ăn quả rất là đơn giản, ví dụ xoài, cóc, xấu thứ đấy. Thì các bạn mua ở ngoài một cây vanh gốc như thế này, mà cây cao to thế này, vanh gốc thông số như thế này thì giá của nó cũng không bao giờ có cái giá là dưới chục triệu đâu, giá nó phải tầm chục triệu. Mà cái cây này là hàng nhập khẩu nhá, nhập khẩu từ bên Trung về mà giá nó chỉ có 15 triệu mà còn bao sống. Bao sống, hai cam kết của vườn em là bao sống và bao quả ngon cho khách. Quả rất là quả ngon nhá. Ăn quả là nịu đỏ, ruột giòn, ăn cái ruột nó giòn và ngọt. Và ăn cái hạt nó rất là mềm nha mọi người nhá. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là trồng bao lâu thì ra quả đấy, các bạn nhìn này. Cây lựu này thì nó sẽ hợp thời tiết mùa hè nhá. Càng nắng càng nóng thì nó lại càng sai quả. Đây, đặc biệt là bạn nào trong miền Nam nhá. Miền Nam là hoa quả quanh năm đấy ạ. Đây, quả đấy ạ. Có những cây đã ra quả rồi. Có cây nó đã ra quả, các bạn về các bạn về các bạn trồng cây này chỉ khoảng 3 đến 4 tháng là các bạn là cây nó sẽ trồng ổn định, nó sẽ ra hoa ra quả. Ở vườn mình là trồng nó kiểu duy trì sự sống một cây thôi. Tức là cây chỉ được dâm ủ cát thôi, nó thiếu chất dinh dưỡng, nó về các bạn trồng, các bạn hạ thổ dưới đất. Cây nó được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thì cây nó sẽ rất là nhanh phát tán và cây sẽ rất nhanh đẹp và nhanh quả nha các bạn nhé. Giá rất là bình dân, bác nào mà đang chuẩn bị về nhà mới, mình cần một vài cái cây để set up biệt thự sân vườn thì mình nhớ là đừng bỏ qua cái em nịu đỏ Mông Tự nữa nhá.
Đây cây rất là đẹp này. Cao cây nó là 4 mét nha các bác nhá. Cao cây là 4 mét ạ. À, vanh gốc của nó em nhận vanh gốc của nó sẽ là vanh gốc 70. Trung bình nó vanh gốc 70 và cao cây khoảng 4 mét. Cây là cây đây, các bạn nhìn đây này. Dáng thế và rất là đẹp, cao cao ráo, hạ thổ dưới đất rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Bác nào có nhu cầu thì inbox. Bác nào có nhu cầu thì inbox vào số điện thoại em để ở trên đầu kênh nha mọi người nhá. Bác nào có nhu cầu thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh. Các bác xem like, thả tim, thả like cho em tăng tương tác lên các bác ơi. Đây các bạn nhìn này. Nhiều bác thắc mắc là trồng bao lâu thì nó sẽ ra quả đấy mọi người nhìn này. Cái cây này nhà mình mới về, đây là hàng mới về nhá. Hàng mới về được dâm ủ được có khoảng nửa tháng thôi mà trên cây đã hoa quả luôn rồi đấy ạ. Hoa quả luôn rồi. Đây. Hoa rất là nhiều luôn. Nó cứ dâm ủ ổn định là nó sẽ ra hoa ra quả nhá. Dâm ủ ổn định nó sẽ ra hoa ra quả đấy ạ. Các bạn nhìn này. Đấy các bạn thấy không? Rất là nhiều hoa quả và hàng này nhà em còn bao sống cho khách. Nên các bạn cứ yên tâm mà trồng nhá. Nhiều bác sẽ thắc mắc là đấy em vừa làm rớt cái bông hoa rồi. Nhiều bác cứ bảo là cây như này thì trồng thì về nó đắt tiền như này thì về thì no nó không sống được ấy. Thì hàng này các bác cứ yên tâm, bên vườn em là bao sống bảo hành sống cho khách ấy. Các bác cứ yên tâm mà trồng nhá. Em bán cho khách chưa khách nào kêu là cây có vấn đề đâu. Có 15 triệu một cây thôi. 15 triệu một cây mà cây vanh 70 mà là hàng lựu nhập khẩu, quả ngon ngọt, ăn thơm ngon ngọt nhá. Nhiều bác mà trồng cây các bác mua hàng Việt Nam, hàng trong nước thì các bác biết nhá. Những cái cây như xoài mít xoài dưa lê táo ổi đấy, những cái cây đơn giản cơ bản của Việt Nam mình trồng ra được, tự sản xuất tự trồng ra được, mà cái hàng cao to vanh gốc như thế này thì cũng sẽ có tiền trục, mà nó còn tùy theo dáng thế của cây. Có những cây mà nó như này như to như này thôi nhưng mà nó còn trên trục cơ. Thế nên là mày thấy là hàng nhập ở bên Trung ấy họ giá rẻ hơn hàng của Việt Nam mình rất là nhiều nhá mọi người nhá. Ở đây em còn ở dưới đây em còn khoảng 4 cây đẹp nữa này. 283 bác đang xem like ơi, mỗi bác cho em xin một tim một like để tăng tương tác lên nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Đây. Các bạn nhìn cây con này nó dáng rất là đẹp này. Con này cao cây 4 mét mà hàng một thân một cốt này. Con này hàng một cốt thẳng tắp nhá. Bác nào mà thích hàng một cốt các bác chốt cái này cho em. Cây này dáng một cốt. Cây này một cốt các bác nhìn thấy cái cành này nhá. Cái cành này các bác mua về các bác cưa đi. Cái cành nó không có giá trị gì. Nếu bác nào mà mua cái cây này các bác lấy cái các bác mua cái cây này các bác lấy cái cưa các bác cưa cái đoạn này đi cho em. Cưa cái đoạn này đi thì các bác sẽ có một cây thoát thân một cốt cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Các bác lấy cây này các bác cưa cái dáng bên dưới đi, nó sẽ tạo thành một cây một cốt cực kỳ xuất sắc các bác. Sau này chỉ có lui bóng tàn ở phía trên thôi. Sau này các bác chỉ việc lui bóng tàn ở phía trên thôi nha mọi người nhá. Cái điện thoại này nó hơi quên chưa lau cam. Cây này rất là đẹp này. Cây này cây lựu đỏ Mông Tự, lựu đỏ nhập khẩu Trung Quốc ạ, Made in China đấy. Lựu nhập khẩu nhá. Cây này bác nào mua cây này thì các bác cây này cực kỳ đẹp này. Cây này trong mấy cây em vừa quay thì em thấy cây này đẹp nhất này. Bác nào mà biết làm biết sửa sang đi thì nó sẽ thành cây một cây cực kỳ xuất sắc luôn. Các bác lấy cái cưa, các bác cưa cái đoạn này đi. Cưa đoạn này đi được một cây rất là đẹp luôn, thành cây một cốt rất là đẹp này. Con này cao cây 4 mét nha, nó thoát thân khoảng hơn 1 mét đấy ạ. Giá là 15 triệu một cây nhá bạn Huệ nhá. 15 triệu một cây ạ. Đây rất là đẹp luôn. Bác nào mua hàng thì nhắn tin vào số điện thoại em để ở đầu kênh nhé. Cây lựu đỏ ăn quả hàng nhập Trung, nhập khẩu từ Trung Quốc về. Hàng lựu đỏ, hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ và hàng quả ngon nhé mọi người nhá. Hàng quả ngon nhá, 15 củ ạ. Tiền cẩu một cái cây này từ xe, từ mặt đất mà lên cái thùng xe á là mất 500k rồi. Nên các bạn đừng hỏi mình là cây có một củ rưỡi à, mới cả hai củ à. Thì vì tiền cẩu nó cũng rất nhiều tiền rồi. Hãy nhìn vào cái cây và đánh giá cái giá trị của cây. Một cái cây như thế này thì không thể 1,5 triệu được. Một cái cây như này mình phải mấy người thường nó cũng không thể khênh được. Người thường không thể khênh được nhá. Các bạn mà xin được không cái cây của người, các bạn đến vườn của các người nông dân mà bên Trung Quốc ấy, mà các bạn xin được không cái cây của người ta ấy, thì các bạn cũng phải mất cái tiền
trở về cũng là hơn 1,5 triệu rồi. Nên là các bạn đừng comment là 1,5 triệu à, mới 2 triệu à. Đấy. Em xem được em lấy một cây đây. Cây lại là cây đẹp này. Cái cây một cốt ấy, cái bạn gì nhà bạn Mr. Thiện Dio đây này. Nếu bạn lấy thì mình khuyên bạn lấy cái này rất là đẹp. Cái này là cây đẹp nhất trong mấy cây mình vừa quay, mình quay lại cho bạn xem nhé. Cây này rất là đẹp. Dáng nó rất là thanh thoát. Cây này rất là đẹp mà dáng cây của nó rất là thanh thoát. Cây này lựu đỏ ăn quả nhá. Cây này lựu đỏ ăn quả. Cây này rất là đẹp. Bạn nào không chốt cái này rất là đáng tiếc luôn. Cây này là hàng một cốt nhá. Các bạn nhớ này, mua về lấy cái cưa. Cái cành này nó không có giá trị gì cả. Các bạn lấy cái cưa, các bạn muốn nó thành cây đẹp, tự dưng làm một cây 15 triệu, các bạn có thể tăng nó thành giá trị của cây lên thành 25-30 triệu. Nó là tùy về các bạn sửa sang. Các bạn lấy cái cưa, các bạn cưa cành đi. Cái cành này không tác dụng gì cả. Để nó không tác dụng thì các bạn cưa nó đi. Lấy cái cưa đoạn này đi nhá. Cưa đoạn này đi. Thì các bạn sẽ được một cái cây một cốt thân nó thẳng tắp luôn. Các bạn sẽ được một cây một cốt thoát thân khoảng 1m2. Thân nó thẳng tắp luôn. Cây này đẹp nhất trong trong vườn này. Cây này là 15 củ các bác ơi. Đồng giá là 15 củ hết. Bác nào lấy thì cũng là 15 củ. Nhưng mà cây này là cây đẹp. Cây này cây đẹp thì em bảo là cây đẹp nhá. Bác nào lấy thì inbox cho em. Cây này là cây xuất sắc luôn đấy. Bác nào mà không lấy thôi bị đáng tiếc luôn. Đấy, cây này là cây đẹp nhất nhá. Bác nào ưng cái này chụp ảnh màn hình, sau đó gửi vào số điện thoại mình để đầu kênh. Số điện thoại là 911 451 210. Lựu đỏ ăn quả nhá. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ, quả ăn thơm ngon ngọt. Bác nào mà là thợ cây, sành về cây, các bạn nhìn qua chỉ một cái liếc mắt là các bạn sẽ biết là cây này là cây rất xuất sắc luôn. Các bạn chỉ cần một tiểu kỹ thuật sửa sang cây một tí thôi, nó sẽ biến thành cây rất là nhiều tiền. Cưa cái phần em vừa bảo đi. Hoặc như cây này cũng là cây đẹp này. Cây này thì phải cưa hai cành. Kỹ thuật dọn cành cây đấy. Đây. Cây này này. Đây, cây này là cây đẹp này. Đấy, cây này là cây đẹp. Cây này thì các bạn có thể trồng nguyên cây này, hoặc các bạn thích thì các bạn có thể cưa hai cái cành đấy, cái cành tứ bóng và cái cành đối xứng, cái cành tứ bóng ấy. Các bạn cưa đi thì nó sẽ được một cây rất là đẹp luôn. Đấy, cây rất là cao đẹp. Mình bán đồng giá là 15 triệu một cây nhá các bạn nhá. Và các bạn lấy cây nào cũng là 15 triệu ạ. 15 triệu nhá. Em quay nốt cây này thôi nhá. Em quay nốt cây này xong rồi em ra em quay cây mận đỏ, mận đỏ An Phước. Đây. Rất là đẹp đấy mọi người nhá. Ai ưng thì chốt đơn chụp ảnh màn hình gửi vào số điện thoại mình để ở đầu kênh, số điện thoại là 911 451 210 này. Lựu đỏ ăn quả nhá các bác nhá. Lựu đỏ ăn quả, hoa đỏ. Hoa đỏ, quả đỏ. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ nhá các bác nhá. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ, quả ăn thơm giòn ngọt. Hạt quả thì mềm nhá. Nhưng nó không phải hạt cứng ạ. Cây lại là cây đẹp, cây này các bác cũng có thể đào tạo nó thành thoát thân. Cưa bớt cành đi, cưa bớt hai cành đi. Là được cây thoát thân nhá. Ai ưng thì chốt đơn chụp ảnh màn hình gửi vào số điện thoại em để đầu kênh nhá. Em xin phép em tắt like đây.